Thưa quý vị, các bộ trưởng thế giới Ả Rập không thể đàm phán với Syria khi chiến sự tiếp tục tiếp diễn, tin từ Riyadh, Saudi Arabia. Hội nghị thượng đỉnh thế giới Ả Rập bước vào ngày thứ hai, các vị bộ trưởng đều không tin tưởng có thể điều đình với Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi các cuộc giao tranh quân sự vẫn tiếp diễn. Bạo động quân sự tiếp tục leo thang một cách đáng ngại, với hơn 60.000 dân chúng Syria vô tội bị thiệt mạng và 650.000 dân chúng khác đang tạm trú tại các trại tị nạn dọc theo biên giới quốc gia láng giềng. Hoàng tử Saudi mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quốc gia gia tăng tạo áp lực lên chính phủ Assad nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh quân sự giết hại thường dân trong cuộc nội chiến Syria. Cho đến thời điểm hiện tại, hai quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an Trung Cộng và Nga chỉ kêu gọi cho có lệ, yêu cầu Tổng thống Assad nhượng bước và tiến hành cải tổ nội các quốc gia. Song song đó, tại hội nghị thượng đỉnh Riyadh, Bộ trưởng Tài chánh Saudi Arabia nói rằng cần phải xét duyệt lại các chương trình kiểm soát ngân sách điều hành vì chi phí đã vượt quá giới hạn quy định, cần phải gia tăng ngân sách chăm sóc đời sống dân chúng trong các chương trình welfare và xây cất khu chung cư cho những gia đình có lợi tức thấp. Saudi Arabia là một trong những quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới. Ngân sách ứng định xuất cảng dầu hỏa lên đến 820 tỷ đồng rials, tương đương với 219 tỷ Mỹ kim. Kế hoạch gia tăng ngân sách xuất cảng dầu hỏa đã gia tăng 19% so với năm 2012.